Xin hân hoan chào đón các em học sinh đến với chương trình Siêu trí nhớ học đường. Cô là Nguyễn Hoàng Anh Thư. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nội dung bài học Cách đặt câu khiến. Chúng ta biết được rằng câu khiến dùng để thể hiện yêu cầu, mong muốn, đề nghị. Vậy chúng ta đặt câu khiến như thế nào cho phù hợp? Mời các em hãy cùng cô chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay nhé. Chúng ta có câu kể như sau. Nhà vua hoàng gươm lại cho Long Vương. Đề bài yêu cầu chúng ta hãy chuyển câu kể trên thành câu khiến bằng cách xếp các nhóm từ sau vào chỗ thích hợp. Đó chính là chúng ta hãy thêm các từ hãy, đừng, chớ, nên, phải vào trước động từ. Hoặc là chúng ta thêm các từ đi, thôi nào vào cuối câu. Và cách nữa đó chính là chúng ta hãy thêm các từ đề nghị, xin, mong vào đầu câu. Chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện nhé các em. Đối với cách thêm các từ hãy, đừng, chớ, nên, phải vào trước động từ, chúng ta sẽ xác định động từ trong câu kể này đó chính là tiếng hoàng. Như vậy chúng ta sẽ thêm các từ hãy, đừng, chớ, nên, phải vào trước tiếng hoàng. Các em lưu ý nhé. Đầu tiên ta có câu nhà vua hãy hoàng gươm lại cho Long Vương. Ta thấy rằng ta đã thêm từ hãy vào trước động từ. Đây là một câu phù hợp phải không nào các em? Câu tiếp theo ta thêm từ đừng vào trước động từ. Ta có nhà vua đừng hoàng gươm lại cho Long Vương. Ta thấy rằng khi thêm từ đừng vào trước động từ, mục đích câu đã bị thay đổi. Như vậy đây là từ không phù hợp để chúng ta có thể điền vào trường hợp này. Tương tự với từ đừng thì từ chớ cũng không phù hợp nhé các em. Tiếp theo ta có câu nhà vua nên hoàng gươm lại cho Long Vương và nhà vua phải hoàng gươm lại cho Long Vương. Ta thấy rằng khi thêm những từ này vào trước động từ, mục đích câu không thay đổi, như vậy mới phù hợp nhé các em. Tiếp theo chúng ta sẽ thêm các từ đi, thôi nào vào cuối câu. Đây chúng ta sẽ thêm vào cuối câu nhé các em. Sau khi thêm ta sẽ có những câu như sau. Đó chính là nhà vua hoàng gươm lại cho Long Vương đi. Nhà vua hoàng gươm lại cho Long Vương thôi. Nhà vua hoàng gươm lại cho Long Vương nào. Như vậy cô đã giúp các em có thể thêm các từ đi, thôi nào vào cuối câu. Các em hãy quan sát lại một lần nữa nhé. Đây cũng chính là một cách tiếp theo chúng ta có thể chuyển từ câu kể thành câu khiến đấy các em ạ. Tiếp theo chúng ta thêm các từ đề nghị, xin, mong vào đầu câu. Đây là vị trí chúng ta cần phải thêm các từ mà đề bài đã yêu cầu. Các em chú ý, khi chúng ta thêm các từ đề nghị, xin, mong vào đầu câu, chúng ta cần viết hoa nhé. Và đáp án của cô đó chính là đề nghị nhà vua hoàng gươm lại cho Long Vương. Xin nhà vua hoàng gươm lại cho Long Vương. Mong nhà vua hoàng gươm lại cho Long Vương. Như vậy ta đã thêm các từ đề nghị, xin, mong vào đầu câu. Các em lưu ý hình thức và cách làm nhé. Đây cũng là một cách tiếp theo để chúng ta có thể chuyển từ câu kể thành câu khiến nữa đấy các em. Ngoài ba cách trên, chúng ta còn có thêm một cách để có thể chuyển từ một câu kể thành một câu khiến. Đó chính là chúng ta sẽ dùng giọng điệu phù hợp. Cô sẽ dùng giọng điệu phù hợp đối với câu này, các em lắng nghe nhé. Nhà vua hoàng gươm lại cho Long Vương. Các em thấy đấy, tùy vào từng trường hợp câu mà chúng ta sử dụng giọng điệu sao cho phù hợp nhé. Các em hãy quan sát một lần nữa cách chúng ta có thể chuyển từ câu kể thành câu khiến bằng cách sử dụng thêm các từ này nhé các em. Vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu các cách để có thể chuyển từ câu kể thành câu khiến. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thực hành nhé. Đề bài yêu cầu chuyển các câu kể thành câu khiến. Cô có những câu kể như sau. Nam đi học, Thanh đi lao động, Ngân chăm chỉ và Giang phấn đấu học giỏi. Ta thấy rằng đây là những câu kể. Vậy chúng ta sẽ chuyển thành câu khiến như thế nào? Đối với câu Nam đi học, cô sẽ chuyển thành câu khiến như sau. Nam phải đi học. Nam đi học đi. Và đề nghị Nam đi học. Đây là ba cách chúng ta có thể chuyển từ câu kể thành câu khiến đấy các em. Dựa vào trường hợp này, các em hãy vận dụng nhé.
Các em đã thực hành xong chưa nào? Bây giờ hãy cùng cô xem đáp án nhé. Đối với câu kể Thanh đi lao động, cô sẽ chuyển thành câu khiến như sau. Thanh nên đi lao động. Các em có biết cô đã sử dụng trường hợp nào để có thể chuyển từ câu kể thành câu khiến không? À, đó chính là chúng ta sẽ thêm từ vào trước động từ. Đối với câu Ngân chăm chỉ, cô sẽ chuyển thành câu khiến như sau. Mong Ngân chăm chỉ. Các em có biết cô đã sử dụng cách nào để có thể chuyển từ câu kể thành câu khiến hay không? À, đó chính là chúng ta thêm từ vào đầu câu đấy các em. Và đối với câu Giang phấn đấu học giỏi, cô thêm Giang hãy phấn đấu học giỏi. Các em thấy đấy, tùy vào khả năng của mình mà các em có thể vận dụng linh hoạt các cách để chúng ta có thể biến từ câu kể thành câu khiến nhé các em ạ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chuyển qua bài tập tiếp theo, đó chính là đặt câu khiến phù hợp với tình huống. Cô có những tình huống như sau, các em hãy theo dõi thật kỹ nhé. Chúng ta có một tình huống như sau. Vào giờ kiểm tra, chẳng may bút của em bị hỏng. Em biết bạn An có 2 bút, hãy nói với bạn An một câu để mượn bút. Theo các em, chúng ta cần nói như thế nào để thể hiện phép lịch sự? À, chúng ta sẽ nói như sau. Mong An cho tớ mượn bút. Ngoài cách nói này, chúng ta còn có cách nói nào khác? Các em hãy suy nghĩ và đưa ra câu trả lời cho bản thân mình nhé. Đối với trường hợp tiếp theo, em gọi điện thoại cho Minh, gặp người ở đầu dây bên kia là bố của bạn. Hãy nói một câu với bác ấy để bác chuyển máy cho em nói chuyện với Minh. Theo em, trong trường hợp này, cần phải nói như thế nào để thể hiện phép lịch sự? À, cô có 3 cách nói. Các em quan sát nhé. Đầu tiên, bác có thể cho cháu gặp bạn Minh được không? Cô đố các em, đây là loại câu nào? À, đây chính là loại câu hỏi, không phải là câu khiến. Nhưng đề bài yêu cầu chúng ta phải đặt câu khiến, nên đây là câu không phù hợp. Câu tiếp theo, xin phép bác cho cháu gặp bạn Minh một chút ạ. Đây chính là câu khiến đấy các em. Chúng ta thấy câu này đã thể hiện được tình huống cần yêu cầu và cũng thể hiện được phép lịch sự. Như vậy, chúng ta có thể sử dụng câu này để có thể lựa chọn cho tình huống này đấy các em ạ. Câu tiếp theo, đề nghị bác cho cháu gặp bạn Minh. Ta thấy rằng đây cũng chính là một câu khiến, nhưng nó không thể hiện phép lịch sự. Vì đây là một bạn nhỏ nói với người lớn thì không được phép dùng từ đề nghị ở đầu câu như vậy nhé các em ạ. Như vậy, đối với tình huống trên, chúng ta sử dụng một câu là phù hợp nhất, đó chính là xin phép bác cho cháu gặp bạn Minh một chút ạ. Trước khi chúng ta đưa ra lời đề nghị yêu cầu mong muốn như thế này, thì đối với một lần hội thoại, chúng ta cần phải chào hỏi và giới thiệu bản thân mình nhé. Chúng ta cùng nhau đi vào bài tập tiếp theo nhé các em. Đó chính là đặt câu khiến theo những yêu cầu dưới đây và chúng ta sẽ nêu ra những tình huống phù hợp với câu khiến chúng ta vừa đặt. Đối với yêu cầu, câu khiến có từ hãy ở trước động từ, cô sẽ đặt bạn hãy nghe kỹ câu đố của tớ nhé. Câu này sẽ được sử dụng trong tình huống khi em muốn bạn tập trung lắng nghe câu đố của em. Yêu cầu tiếp theo, đặt câu khiến có đi hoặc nào ở sau động từ. Cô có câu bạn cùng mình dọn lau bảng nào. Như vậy câu này chúng ta sẽ sử dụng trong tình huống khi em muốn bạn cùng làm vệ sinh bảng lớp. Đối với yêu cầu câu khiến có xin hoặc mong ở trước chủ ngữ, ta sẽ có câu xin mẹ cho con qua chơi nhà bạn Hân. Câu này sẽ sử dụng trong tình huống khi em muốn xin mẹ qua chơi nhà bạn Hân. Như vậy, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu được những câu khiến phù hợp với yêu cầu đề bài cũng như những tình huống được đưa ra phải không nào các em? Các em hãy dừng video của cô lại một chút xíu, sau đó các em hãy tự luyện tập nhé. Như vậy ta thấy được rằng khi đặt câu khiến cần lưu ý chọn từ phù hợp đặt câu để thể hiện được phép lịch sự. Các em lưu ý nhé. Chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu nội dung bài học, cách đặt câu khiến. Chúng ta biết được rằng thêm từ hãy, đừng, chớ, nên, phải vào trước động từ, chúng ta có thể chuyển từ một câu kể thành một câu khiến. Ngoài ra chúng ta còn có cách, đó chính là thêm từ lên, đi,
thôi, nào vào cuối câu. Hoặc là chúng ta có thể thêm các từ đề nghị, xin, mong vào đầu câu. Ngoài ra, chúng ta còn có thể dùng giọng điệu phù hợp với câu khiến. Và các em lưu ý, khi sử dụng câu khiến, chúng ta cần lựa chọn từ phù hợp để có thể thể hiện phép lịch sự nhé các em. Cô tin chắc rằng bài học ngày hôm nay đã mang đến cho các em nhiều kiến thức thật bổ ích phải không nào? Cô chúc các em luôn có những tiết học thật thoải mái, nhẹ nhàng và đặc biệt, siêu nhớ lâu. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở những chương trình siêu trí nhớ học đường sau nhé!